Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 41 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bây giờ, khi Mạnh Thiên Sở hỏi nguyên nhân cái chết của công tử lớn do đại phu nhân sinh ra, nhị phu nhân nói: "Lúc đó tình huống cụ thể thế nào ta còn chưa biết rõ. Lúc đó phu nhân tự nhiên nói đau bụng. Lão gia bản thân là lang trung, khám xem xong nói là sắp sinh rồi, liền cho quản gia đi gọi bà đẻ. Lúc đó là mùa đông, lão gia không để cho ta xuống giường đến xem. Sau đó nghe nha hoàn của ta trở về nói đại phu nhân đã sinh rồi, thế nhưng sinh ra một quái thai không có thần dưới. Đại phu nhân lúc đó sợ quá đến ngất đi. Đến khi phu nhân tỉnh lại, lão gia đã hạ mệnh lệnh cho toàn phủ không được nói ra bên ngoài, lại bảo đại phu nhân mang thai là giả, kỳ thực là bị chứng phủ thủng." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy chẳng phải là còn thỉnh bà đỡ hay sao? Bà đỡ chẳng phải là có khả năng nói ra ngoài hay sao?" Nhị phu nhân đáp: "Lão gia cấp cho bà đỡ một số tiền lớn bịt miệng bà ta, cho bà ta rời khỏi chỗ này. Bà đỡ đó lấy tiền, ngày hôm sau là cùng cả nhà đi luôn rồi." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Sao lại sinh quái thai chứ?" Nhị phu nhân nói: "Lúc đó ta chỉ là nghe nói thôi. Lúc đó lão gia còn rất sủng ái ta. Ta sau đó có hỏi, lão gia chỉ đại khái nói là đại phu nhân không biết mình mang thai nên uống một số thuốc khiến hài tử bị thành như vậy." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Đại phu nhân lúc đó thân thể không khỏe sao? Uống thuốc gì vậy?" Nhị phu nhân đáp: "Kỳ thực là một loại thuốc bổ. Lão gia nói phu nhân bị khí hư, cần phải điều hòa, do đó bình thường cũng cần phải uống thuốc bổ cái gì đó." Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Nghe nói đại phu nhân không thích hai đứa con của bà lắm, đúng không?" Nhị phu nhân nghe thế lạnh lùng cười đáp: "Bà ta có thương con của ai bao giờ, khó khăn lắm mới mang thai, sinh ra lại là như thế. Từ đó trở đi, bà ta đại khái thân tâm đều chịu đả kích kích thích quá nặng mà sinh ra chứng tật, không đề cập gì đến con cái nữa. Cứ như thế cho đến bây giờ, bà ta cũng không cùng lão gia động phòng nữa, một mình ở trong phòng lập bàn thờ Phật, suốt ngày không làm cái gì cả, chỉ đốt nhang niệm kinh." Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ thấy cũng phải, không khỏi cảm thấy đại phu nhân quả là đáng thương. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy ta có thể hỏi một chuyện hay không? Hy vọng nhị phu nhân không để bụng." Nhị phu nhân nói: "Ta biết ngài định hỏi ta cái gì, ta thừa nhận khi tam phu nhân tiến môn ta đã bị thất sủng rồi. Ta không thể làm theo kiểu thanh tâm quả dục như đại phu nhân đã chết hết lòng rồi vậy. Ta không muốn sống nửa đời còn lại theo kiểu đó. Rất may là khi tam phu nhân tiến môn rồi, không có tranh sủng mà lại đối xử với ta và đại phu nhân rất hài hòa, thân thiện. Cả ngày không đọc sách thì viết chữ thêu hoa. Nàng ta đối với lão gia cũng không nhiệt tâm, ta cũng dần dần yên tâm hẳn đi. Thế nhưng sau khi Tuyết Nhi tiến môn rồi, sự tình hoàn toàn biến đổi. Nàng ta xinh đẹp, kiêu ngạo, chỗ nào cũng ra vẻ mình là xuất chúng, và lão gia chẳng mấy chốc đã bị nàng ta hoàn toàn mê hoặc, không còn đến phòng của ta và tam phu nhân nữa. Tam phu nhân thì dường như không có gì, vẫn như trước đây vậy, nên làm cái gì thì làm cái đó, còn ta thì không bình thường được. Không ngờ con tiểu tiện nhân đó nhanh chóng đã có hài tử. Ta cũng cho rằng vì có hài tử lão gia sẽ đến phòng của ta và tam phu nhân. Không ngờ con tiểu tiện nhân đó lại nói một mình ngủ không được vì sợ hãi, đòi lão gia phải ngủ cùng. Lão gia tự nhiên là đồng ý. Do đó từ khi tiến vào nhà đến giờ, ba nữ nhân ta giống như là ở quá sống vậy." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy sau đó thì sao?" Nhị phu nhân đáp: "Sau đó con tiện nhân đó sinh được một đôi song thai thì càng ngông cuồng hơn, căn bản chẳng coi ta và tam phu nhân ra cái gì cả. Mỗi ngày chỉ đến phòng đại phu nhân thỉnh an. Một ngày đó nói muốn cùng lão gia về quê nhà mừng thọ cho mẹ. Ta có lòng nghĩ nếu giết hai hài tử đó thì chẳng còn gì để hiệu trương nữa. Do đó ta thử lúc bà vú và nha hoàn không có mặt đến phòng của hai đứa bé, không ngờ lại bị nha hoàn đó đụng phải. Có thể là ông trời phù hộ cho ta, tuy không giết được nhưng cuối cùng cũng có người thế ta giết bọn chúng." Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy phu nhân nhận thấy là ai đã giúp phu nhân giải cơn bực dọc này vậy?" Nhị phu nhân đáp: "Kỳ thực người đó không thể coi là vì ta mà giải cơn phẫn hận. Ta nghĩ trong nhà này ngoại trừ lão gia ra, không có ai ưa thích hai hài tử đó cả.
Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Ý tứ của phu nhân là đại phu nhân và tam phu nhân đều là có khả năng hay sao?" Nhị phu nhân đáp: "Ngài đừng có hỏi nữa, ta cái gì cũng không biết cả, ta cũng không thể tùy ý đoán là ai được. Ngài không phải là phá án thần chủ của Nhân Hòa huyện chúng tôi hay sao? Ngài tự đi tra là được rồi. Ngài là người thông minh như vậy, nhất định sẽ tra ra ai là hung thủ vì ta mà tẩy sạch oan tình." Nói xong, nhị phu nhân thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Thôi, tối hôm nay ngài đã ăn lo, uống say rồi, có việc thì làm thôi." Sau đó, nàng ta đi ra mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi theo, liền nói: "Làm người, có lúc biết phân hướng cũng là một loại khoái lạc." Nhị phu nhân quay đầu cười thảm: "Vậy sao? Vậy sao ngài không đem mấy phu nhân ở nhà đem ra cho nam nhân khác phân hưởng một chút đi?" Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, không biết nói sao cho phải. Nhị phu nhân phất tay áo bỏ đi. Mộ Dung Huynh Tuyết và hai người còn lại nhất mực lắng nghe. Thấy nhị phu nhân đi rồi, Mộ Dung Huynh Tuyết mới lên tiếng: "Nhị phu nhân hôm nay thật là kỳ quái." Mạnh Thiên Sở bước ra ngoài lan can, nhìn theo nhị phu nhân dần dần tiêu thất trong hắc ám, liền nói: "Xem ra lúc bà ta rời khỏi đây đã chết có lòng rồi." Chu Hạo cảm thán: "Bà ta không phải tử tâm mà là tuyệt vọng." Vương Dịch hỏi: "Hai cái đó thì có khác gì nhau đâu?" Mạnh Thiên Sở trở vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: "Cái trước đại khái chỉ là đối với một sự tình hoặc là đối với một cá nhân, còn cái sau thì người đó ngay cả bản thân cũng thất vọng rồi. Như vậy có thể nói tuyệt vọng và tử tâm thì tử tâm quyết liệt hơn." Mộ Dung Huynh Tuyết nói: "Xem ra về bề mặt thì sáng sủa tươi vui, nhưng sau lưng thì là những trận minh tranh ám đấu đầy huyết tanh." Mạnh Thiên Sở gật gù, không ngờ lúc này ở cửa lại có người gõ. Mộ Dung Huynh Tuyết vừa mở cửa vừa hỏi: "Đêm hôm nay thật là náo nhiệt à, lại là ai đây?" Mở cửa nhìn ra thì ra lại là tam phu nhân. Tam phu nhân vẫn với nụ cười nhất quán đứng ở cửa hỏi: "Ta nghe Mộ Dung cô nương nói rồi, sao hả? Chẳng lẽ trước đó còn có người đến đây nữa hay sao?" Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn Mạnh Thiên Sở, không biết có nên nói là nhị phu nhân có đến hay không. Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Tai của tam phu nhân quả thật là thính à. Nào, mời mau vào trong ngồi, bên ngoài lạnh lắm, xem ra là sắp hạ tuyết rồi." Tam phu nhân bước vào phòng nói: "Ta vừa từ phòng lão gia đến đây, mới biết phu nhân của Mạnh sư gia có tin vui rồi, cho nên đến đây chúc mừng." Mạnh Thiên Sở nhớ lại vào bữa cơm tối đã báo tin vui cho Miêu Chiết, lúc đó tam phu nhân dường như là đang ở nhà bếp, không ở bàn ăn, cho nên gật đầu đáp: "Đa tạ tam phu nhân." Tam phu nhân móc từ trong lòng ra một hộp gấm nói: "Đây là một chút lòng thành của lão gia nhà ta, hy vọng Mạnh sư gia thu lấy." Mạnh Thiên Sở tiếp lấy mở ra xem, thì ra là một nhánh nhân sâm, xem ra giá trị không nhỏ. Mạnh Thiên Sở nói: "Món lễ hậu như thế này Mạnh mỗ làm sao nhận cho được, đa tạ Miêu lão gia và tam phu nhân, món lễ vật này ta ngàn vạn lần không thể thu." Nói xong, Mạnh Thiên Sở đóng hộp gấm lại giao trả lại cho tam phu nhân. Tam phu nhân thấy Mạnh Thiên Sở chấp ý không nhận, chỉ đành thu lại, sau đó nói: "Một lúc sau ta sẽ cho người mang cho bốn vị món ăn tối, đêm nay lại phiền mọi người rồi." Mạnh Thiên Sở nói: "Tam phu nhân nói gì thế, nó là bắt quỷ, kỳ thực là bắt người, nếu như là bắt người thì đó là bổn phận của bọn ta rồi." Tam phu nhân cười cười nói: "Sư gia thật đúng là biết nói chuyện, các vị cứ làm đi, ta không làm phiền các vị nữa, có chuyện gì thì tùy tiện gọi ta hoặc là quản gia, ta ở dưới lầu này." Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp ứng. Tam phu nhân đứng dậy bước ra cửa, đột nhiên dừng lại nói: "Nếu như Mạnh phu nhân có thời gian mong nàng ta đến chỗ chúng tôi chơi, chúng tôi sẽ bốc cho nàng ta vài thang an thai bảo khí." Mạnh Thiên Sở đáp: "Tam phu nhân thật là khách khí quá rồi." Đột nhiên trên lầu vang lên một thanh âm ầm ĩ. Tam phu nhân lập tức mở cửa bước ra lan can xem. Mạnh Thiên Sở và mọi người cũng ra theo. Lúc này trời đã tối lâu rồi, tuyết rơi đầy như lông ngỗng, gió lạnh cực mạnh thổi hu hú nghe ghê cả người. Mọi người trong vườn vì mấy ngày trước xảy ra vụ quỷ hú, tứ phu nhân nói sợ nên trong vườn vào ban đêm đã treo thêm rất nhiều đèn, đèn đuốc đung đưa ánh sáng lung linh. Mạnh Thiên Sở theo tam phu nhân bước ra cửa, thấy dưới lầu không biết từ đâu chui ra rất nhiều người, hiện trường rất hỗn loạn, giống như rất nhiều người đang giật bắt một người vậy. Tam phu nhân nhìn sau đó lập tức nói với Mạnh Thiên Sở: "Chúng ta xuống dưới xem thử." Bước xuống dưới lầu, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một nữ tử mặc áo mỏng, đầu tóc bay tán loạn đang chạy trong vườn. Nữ nhân đó quay lưng lại bọn hắn,
nên không nhìn thấy mặt của đối phương. Miệng nàng ta cứ chu chéo, nó là rất nóng, muốn tìm nước lạnh tắm táp. Và điều khiến hắn phiền muội chính là trong chợ đêm lạnh lẽo như thế này, ai có thể có sức khỏe và năng lực thần kỳ mặc áo mỏng như thế chạy loạn được đây. Nữ nhân đó chạy loạn khắp nơi, mấy gia đình chạy đuổi theo định túm lấy giống như giật bắt gà vậy. Anh ngờ nữ tử này linh hoạt vô cùng, mấy người có đuổi bắt thế nào cũng không được. Miêu Chiết nghe tiếng đi ra ngoài thấy vậy, vội hét lớn một tiếng, nhảy phốc tới chụp lấy nữ tử đó. Các nha hoàn bên cạnh vội vã đem một tấm áo khoác dày phủ lên người nàng ta. Miêu Chiết thoáng cái đã bao phủ hết nữ tử ăn mặc lộ liễu đó. Miêu Chiết hỏi: "Cái gan nào của cô ngứa hả? Nửa đêm nửa hôm còn không cho chúng tôi ngủ nữa hay sao?" Mạnh Thiên Sở lúc đó không nhìn rõ tình hình, bây giờ mới nhìn kỹ, trong lòng Miêu Chiết không ai khác mà chính là nhị phu nhân. Lòng nghĩ mới có chút xíu đây mà nàng ta làm sao đã thành như vậy rồi. Nhị phu nhân dường như không nhận thức Miêu Chiết vậy, cứ giãy giụa trong lòng Miêu Chiết, miệng không ngừng kêu la: "Thả ta ra, ta muốn tìm nước uống, ta khát muốn chết rồi, ngươi là ai, mau thả ta ra. Ngươi làm vậy định bịt chết ta sao? Ta sắp bị người bịt chết ngộp rồi, trời nóng như vậy mà, ngươi mau bỏ ta ra." Đại phu nhân đi tới trước, tát cho nhị phu nhân mấy cái, quát hỏi: "Ngươi còn chưa làm mất mặt đủ hay sao? Lão gia ngươi còn không giam con nhỏ đánh đá này vào trong phòng đi. Tôi đã nhất mực nói là không cho nó ra cơ mà, chàng cứ mềm lòng, xem thấy chưa, lại ra ngoài là mất mặt người ta nữa rồi." Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp bước đến bên cạnh họ, Miêu Chiết đã đem nhị phu nhân nhanh chóng vào trong phòng. Miêu Nhu cũng ở bên cạnh xem, thấy cha của mình ôm mẹ vào rồi, cũng định vào theo. Đại phu nhân quát nạt: "Ngươi còn hiếm, chưa đủ loạn lên hay sao?" Miêu Nhu nhìn đại phu nhân, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Bà hỏi tôi tiến vào làm gì sao? Bà còn chưa biết tôi tiến vào để làm cái gì hay sao?" Đại phu nhân nghe thế phát khủng lên quát hỏi: Ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao?" Miêu Nhu lại lộ biểu tình vô cùng khinh miệt, ánh mắt nhìn đại phu nhân mà giống như người dưng kẻ lạ, hỏi ngược lại: "Bà tưởng bà là ai chứ? Tôi vào thăm mẹ tôi, còn bà là gì? Bà là quan hệ gì với tôi?" Miêu Nhu nói xong cũng không thèm để ý đến đại phu nhân đã tức giận đến xám mặt, trực tiếp theo cha tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh đó nhìn tam phu nhân thủy chung không nói một lời nào, thấy ả ta không hề động đậy, cũng không biểu hiện xen vào, giống như một kẻ xa lạ vậy, thậm chí còn có vẻ như xem trò đùa, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, nhìn không ra là đang cao hứng hay là đang tức giận nữa. Trong phòng, nhị phu nhân còn la lối om sòm một hồi, đại phu nhân xua tay bảo mọi người hãy tản đi, nói là nhị phu nhân phát điên, mọi người không còn chú ý tới nữa, xem ra là đã gặp thứ gì đó kích thích dữ dội mới phản ứng như vậy. Họ tản ra cũng là vì biết đại tiểu thư chống lại đại phu nhân. Đại phu nhân hiện tại khí giận rất dữ, ai cũng không ngu đến nỗi hiện giờ đi chọc vào vị thái thượng lão quân này. Đại phu nhân tức giận đến nỗi không thèm chú ý gì đến Mạnh Thiên Sở và mọi người, trực tiếp trở về phòng đóng cửa lại. Tam phu nhân thấy mọi người tản đi rồi cũng chuẩn bị ly khai, phát hiện bọn Mạnh Thiên Sở còn đứng nguyên chỗ cũ. Mạnh Thiên Sở nghĩ đại khái là vị tam phu nhân này chuyên tâm xem trò vui, quên cả việc sau lưng mình còn có người. Tam phu nhân nói: "Mạnh sư gia, các vị đều tản đi thôi." Mộ Dung Quýnh Tuyết hỏi: "Nhị phu nhân như vậy là sao? Vừa rồi còn khỏe quá cơ mà." Tam phu nhân hỏi: "Vậy ư, cô trước đó đã gặp qua nhị phu nhân sao?" Mộ Dung Quýnh Tuyết biết là mình nói lỡ lời, lập tức mí miệng không đáp. Mạnh Thiên Sở trả lời thay: "Nhị phu nhân trước đó có lên lầu nói với chúng ta mấy câu rồi đi, lúc đó xác thực là không thấy bà ta có gì khác lạ." Tam phu nhân giống như minh bạch ra vậy, gật gù nói: "Như vậy ư, ai biết vì sao chứ, con người ở nhà này cũng thật là kỳ quái, một người thì vì nữ nhân, một người thì vì một đứa con, cái thá gì chứ." Mấy tiếng sau nói thật nhỏ, gần như là không nghe được, thế nhưng Mạnh Thiên Sở đứng ở gần nhất nghe rất rõ ràng, thầm nghĩ: "Quả là không nhìn ra, con người biểu hiện có vẻ ôn nhu nhàn nhã này mà lại độc ác như vậy." Khi nói về người khác, hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ả ta và nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy ả ta sắp ngã mà đỡ ả, không khỏi cảm thấy cảm khái. Mạnh Thiên Sở nói: "Vậy chúng ta trở về vậy, nếu có chuyện gì các người hãy gọi chúng ta một tiếng là được." Sau đó hắn chuyển thân mang Chu Hạo và hai người còn lại lên lầu. Tam phu nhân thấy bọn Mạnh Thiên Sở rời xa, thở phào một tiếng thở dài, sau đó quay trở về phòng mình.
Mạnh Thiên Sở cùng mọi người lên lầu, tiếng la hét của nhị phu nhân không còn nữa, đại khái là đã bình tĩnh trở lại. Nó là không có gì lạ, kỳ thực nhị phu nhân tối nay có biểu hiện hoàn toàn không bình thường. Vì tự thân lên nói với hắn nhiều điều như vậy, bình thường làm sao được chứ? Chỉ có điều sự bất thường như vậy rõ ràng chỉ là bất thường về tư tưởng, còn sự bất thường vừa rồi rõ ràng là khác biệt hoàn toàn. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, có phải là bị quỷ nhập hay không? Hai tiểu quỷ đó tìm đến nàng ta đòi mạng phải không? Mạnh Thiên Sở đáp, cô lại mê tín nữa rồi, cái gì mà là tiểu quỷ đòi mạng nhập vào thân chứ? Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, vậy thì vì sao nàng ta đột nhiên bất thường như vậy? Một đêm trở lạnh như vậy, nàng ta lại nói là mình nóng. Chẳng lẽ còn không kỳ quái hay sao? Nàng ta trước đó không phải là muốn giết hai hải tử hay sao? Đại khái là hai hải tử đó tìm trở lại báo thù rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi ngược lại, vậy hai hải tử đó vì sao không tìm tới kẻ chân tránh đưa chúng vào tử địa chứ? Mộ Dung Huynh Tuyết bóp chát ngay, vậy sư gia ngài làm sao biết nhị phu nhân đó không phải là hung thủ chân chính giết hai hải tử? Mạnh Thiên Sở đáp, từ hiện trường mà xét, một nữ nhân không thể đem hai hài tử đó treo lên trên sàn nhà. Nữ nhân thường không có sức lực làm chuyện đó. Hơn nữa nhị phu nhân cũng không phải đại phu nhân, bà ta không hề tập võ, chưa luyện qua công phu, chẳng có chút khả năng nào làm được chuyện đó cả. Thứ hai, ta cảm thấy không phải là nhị phu nhân, vì lúc đó bà ta còn có ba người làm chứng cùng đang đánh mặt trược. Bà ta có chứng cứ không ở hiện trường. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi tiếp, vậy bà ta có thể nói là đi ra ngoài, tạm thời rời khỏi chỗ đó, lợi dụng thời gian ngắn ngủi giết hai đứa bé? Mạnh Thiên Sở đáp, cái đó không phải là không có khả năng, thế nhưng vì sao không nghe được tiếng khóc của hải tử? Điểm này ta nhất mực nghi hoặc. Mọi người vừa đi lên lầu vừa nói chuyện, nhìn về phòng dưới thấy Miêu Nhu đi từ trong phòng Miêu Chiết ra trở về phòng mình, sau đó đóng cửa lại. Vương Dịch nói, xem ra nhị phu nhân cuối cùng cũng không quậy nữa, nhị phu nhân này kỳ thực là rất đáng thương. Mạnh Thiên Sở nhìn về gian phòng vẫn còn sáng đèn đó, không biết vì sao mà hắn cảm thấy có một dự cảm bất thường. Đến phòng, chẳng mấy chốc quản gia lại dặn dò người dưới mang đồ ăn tới cho bốn người, xem ra rất thịnh soạn, bày đầy cả một bàn, chẳng giống như món ăn tối chơi mà như là mời người giắm rượu vậy. Bốn người ngồi xuống bàn, ai cũng không đụng đũa. Chu Hạo cầm hộ rượu trên bàn lên, mở nút ra người người cười nói, không ngờ ăn khuya mà còn có rượu hoa điêu hảo hạng ở để uống nữa. Cơm nước ta không ăn đâu, chỉ có món rượu này ta nhìn chúng rồi, tự nhiên có hứng thú để uống. Các vị thì sao? Ba người còn lại đều lắc đầu. Chu Hạo nói tiếp, vậy ta không khách khí nữa, ta một mình hưởng dụng vậy. Vừa định đưa lên miệng uống, Mạnh Thiên Sở đã đoạt lại hồ rượu, lấy cây châm bạc từ đầu của Mộ Dung Huynh Tuyết ra, chọc vào trong rượu đưa lên xem. Ngân châm không hề biến sắc. Chu Hạo cười nói, thiếu gia, tôi nói với thiếu gia rồi, món này chỉ để phòng được quân tử chứ không thể phòng tiểu nhân. Có loại độc mãn tính, lúc đó ngài không cảm giác ra đâu, nhưng sau đó thì... Đưa cho tôi đi, tôi không sợ. Nói xong y cầm lấy bầu rượu uống ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, sư gia, ngài không hoài nghi có người hạ độc chúng ta chứ? Chúng ta đâu có chọc ai đâu, người ta không nhất thiết phải hại chúng ta. Mạnh Thiên Sở đáp, nếu như chúng ta tiếp cận chân tướng, sắp tìm ra chân hung đến nơi, như vậy chúng ta chẳng phải là uy hiếp chân hung hay sao? Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế vội vã gật đầu cho là phải. Vào lúc này có người nói chuyện ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho Vương Dịch ra xem, thì ra là Tam Phu Nhân và Miêu Nhu. Chân thân hai người bám đầy tuyết, xem ra là tuyết đổ bên ngoài càng lúc càng lớn. Tam Phu Nhân vừa thấy cửa mở vội vã nói ngay, thật là ngại quá, lại quấy nhiễu các vị rồi. Miêu Nhu không để ý gì đến Tam Phu Nhân, đi thẳng vào trong phòng, nhìn thấy rượu thịt trên bàn liền nói, xem ra ta không hề quấy nhiễu các vị nghỉ ngơi, ta có thể ngồi ở đây một chút không? Tam Phu Nhân cũng theo vào nói, Mạnh sư gia, thật là ngại quá, trễ như vậy mà còn quấy nhiễu các vị nghỉ ngơi. Ta đã nói với Nhu Nhi rồi, nhưng nó vẫn đòi đến tìm ngài. Mạnh Thiên Sở đáp, không ngại gì đâu, Tam Phu Nhân cứ về nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như Miêu tiểu thư đã đến rồi thì cứ để cô ta ở đây một chút đi. Tam Phu Nhân thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy chỉ đành phải rời đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Miêu Nhu, nhớ lại trước đó cô ta dám đấu khẩu với Đại Phu Nhân, đột nhiên cảm thấy cô nương này có tính cách hơi giống mình. Vì mẹ mà không sợ đắc tội với Đại Phu Nhân, cô nương như vậy vẫn có chỗ khả ái.
Miêu Nhu thấy Tam Phu Nhân đã đi rồi, bản thân tự đến đóng cửa lại, sau đó nói: "Mọi người đừng đứng, đều ngồi cả xuống đi." Dáng vẻ quả là mang tác phong của một vị đại tiểu thư, Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, nghe coi vị đại tiểu thư của Miêu gia này có điều gì nói cho bọn họ nghe. Miêu Nhu thấy mọi người đều ngồi xuống liền nói: "Sáng ngày mai ta phải đi rồi, nếu không phải là biết mẹ ta bị Nghi Oan giết nhầm hai vị đệ đệ, ta tự nhiên không trở về nhà. Sáng mai ta muốn mang mẹ và đệ đệ của ta cùng đi, do đó ta muốn thỉnh Mạnh đại ca trợ giúp ta." Miêu Nhu chỉ bằng ba câu nói mà khiến cho bọn Mạnh Thiên Sở đều cảm thấy bất ngờ liên miên. Một là cô nương này không ngờ gọi hắn là đại ca, thứ hai là cô nương này lại gọi hai cậu bé chết đi là đệ đệ, cho thấy tâm địa của cô ta không tệ, thứ ba là lại nhờ hắn trợ giúp cho. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vì sao lại muốn mang mẹ và đệ đệ đi?" Miêu Nhu đáp: "Mạnh đại ca là người thông minh, tự nhiên hiểu được sự thực đằng sau Miêu gia đại viện này. Ta sinh hoạt ở đây 17 năm còn không biết rõ hay sao? Hiện giờ gả về nhà chồng, càng minh bạch người ở nhà càng hiền hách thì càng không dung những nữ nhân đơn thuần thiện lương sống còn. Mẹ ta tuy là người mồm miệng không thang người, nhưng tâm địa lại là của kẻ tốt. Ta nói như vậy các vị có thể là cảm thấy tức cười, cảm thấy mẹ ta suýt bóp chết hai vị tiểu đệ đệ mà còn xưng là thiện lương. Nhưng ta muốn nói, bởi vì mẹ ta thiện lương cho nên mới để cho kẻ lòng dạ ác độc thừa nước đục thả câu, biến nó thành con dao giết người." Mạnh Kiên Sở không ngờ một cô nương nho nhỏ trước mặt đây lại nhìn vấn đề thâm sâu như vậy, lời nói ra lại có lý có lẽ như vậy, phân tích rõ ràng là không phải không có đạo lý. Đây đại khái là một nữ nhân từng sống, từng sinh hoạt trong đại viện thâm sâu, đấu tranh kịch liệt mới có thể nghiệm ra được như vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ý tứ của cô là có người muốn mượn tay mẹ cô để giết chết hai đứa bé?" Miêu Nhu hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao? Huynh chẳng lẽ lại nhận định đó là do mẹ ta làm sao? Muội chỉ muốn để tỉnh huynh một câu, giết người không nhất định phải là hung thủ trực tiếp ra tay, và không loại trừ trường hợp hung thủ muốn gợi lên sóng gió gì đó. Được rồi, muội không muốn nói nhiều và vòng vo nữa. Con người muội thích đi thẳng vào vấn đề, có sao nói vậy? Trước đây có điều thất lễ với Mạnh đại ca, nhưng mong đại ca bỏ qua cho. Muội tin vào đôi mắt nhìn người của muội, muội tự nhận không nhìn lầm người. Muội hy vọng huynh có thể giúp muội. Muội cần phải mang mẹ và đệ đệ đi. Nếu như họ tiếp tục ở đây nữa, sau khi muội đi rồi, e rằng đây là lần gặp sau cùng." Mạnh Thiên Sở còn chưa nói gì, dưới lầu lại có tiếng gào thét chó lói của nữ nhân. Miêu Nhung là người đầu tiên đứng dậy, tự hỏi: "Lại có chuyện gì nữa đây?" Lời vừa dứt, mấy người đã cùng chạy ra ngoài xem xét. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xông xuống dưới lầu thì cảnh trước mắt làm mọi người cả kinh. Nhị phu nhân không ngờ trần chuồng nằm lăn lộn trên tuyết, bên cạnh còn đặt một cái bồn nước. Nước trong bồn xem ra là đã đổ lên người bà ta, nhân vì ở đó ướt đầy khắp nơi. Miêu Nhu vội vã cởi áo khoác trên người đến phủ chùm lấy mẹ, nhưng không ngờ lực khí của phu nhân rất mạnh, thoáng cái đã hất Miêu Nhu ra. Miêu Nhu té bật trên tuyết. Miêu Nhu lập tức bò dậy, lúc này chồng của cô ta cũng chạy ra, thấy phu nhân và nhạc mẫu đều té trên đất, vội vã chạy đến đỡ phu nhân của mình dậy. Miêu Nhu bảo: "Đỡ thiếp làm cái gì, còn không chịu mau tìm món gì đó đưa cho thiếp đi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết cởi áo khoác của mình ra đưa cho Miêu Nhu. Miêu Nhu lại ôm nhị phu nhân vào lòng. Nhị phu nhân không ngừng gào thét: "Ta nóng sắp chết đi rồi, mày là đứa con gái bất hiếu, mày định nung nóng chết mẹ mày hay sao?" Miêu Chiết nghe tiếng chạy ra, nhảy tới chụp lấy nhị phu nhân. Tam phu nhân cũng lấy một bộ y phục từ trong phòng ra. Miêu Chiết lập tức khoác áo quần vào cho nhị phu nhân. Tam phu nhân thấy người hầu đều đi ra ngoài hết, vội vã quát bảo họ trở về phòng. Nhị phu nhân vẫn gào thét: "Bỏ ta ra, ông bỏ ta ra, ông làm vậy tôi nóng chết bây giờ." Miêu Chiết tức giận không biết sao cho phải. Ông ta không nói gì, phủ áo quần vào cho nhị phu nhân lên người, rồi tự thân xốc bà ta lên vai chạy vào trong vườn. Miêu Nhu nhanh nhẹn theo sau. Miêu Chiết quay người lại gườm gườm nhìn con gái của mình hét: "Không cho phép theo ta, không ai được phép đi theo ta." Miêu Nhu thấy bộ dạng của cha như vậy tuy rất sợ hãi, thế nhưng vẫn lấy hết dũng khí liền hỏi: "Cha, cha muốn làm cái gì?" Miêu Chiết đáp: "Người không được hỏi và cũng không được quản tới. Ta muốn coi coi à đêm nay còn quậy đến mức như thế nào nữa đây." Miêu Nhu nghe thế lập tức liền ứa nước mắt, nghẹn ngào mà nói: "Cha, cha là lang trung, cha ắt phải biết mẹ không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Mẹ đại khái là đã bị ai đó hại rồi.
Nếu đã như thế này thì mẹ con chắc chắn là bị bệnh rồi. Đại phu nhân nhất mực ở bên cạnh không nói gì, chợt âm sầm buông ra một câu: người cứ đi theo ả đi, chết cũng là ả, mà sống cũng là ả, tự bản thân làm mất mặt, còn nói là có ai đó hại sao? Ả vào đêm đông tự nhiên phát dục, phóng đãng đến xương cốt luôn rồi. Miêu Nhu gầm gầm nhìn lại đại phu nhân nói: Bồ Tát dạy bà đãi người như vậy đó sao? Dùng lời lẽ ác độc với người như vậy sao? Mẹ tôi chết rồi, bà chẳng lẽ lại được sủng ái hay sao? Suốt ngày cầm sâu chuỗi niệm Phật, lòng lại chẳng có chút tử bi, hỉ xả nào, vậy bà còn cần chi niệm kinh gì nữa? Đại phu nhân nghe thế suýt chút nữa liền ngất đi. Tam phu nhân ở bên cạnh vội đỡ lấy Miêu chết quát: Nhu Nhi, ngươi sao lại dám nói như vậy với đại nương? Ngươi điên luôn rồi hả? Nhị phu nhân thấy bọn họ cãi cọ quát tháo như vậy, cứ ngơ ngớ khờ khờ, trong lòng Miêu chết mà cười. Đại phu nhân nói: Lão gia, con nhỏ đáng lột da đó nhốt vào trong phòng cho tôi, ai cũng không được phép đến quản đến thăm, đến cho ả tự sinh tự diệt đi. Miêu Nhu nghe thế sắc mặt tái hẳn, vừa định bước lên đoạt lại mẫu thân của mình, Miêu chết hơi lùi một bước, Miêu Nhu té oạch xuống đất. Chồng của Miêu Nhu vội đỡ cô ta dậy. Vốn là chuyện của nhà cha vợ, tiểu tế không dám nhiều lời, nhưng tiểu tế cảm thấy cha vợ xử lý như vậy không thỏa. Miêu Chiết xem ra là nể mặt con rể nên hỏi: vậy con cảm thấy nên làm thế nào đây? Chồng của Miêu Nhu đáp: nếu như Thái Sơn đại nhân tin tưởng chúng con, xin giao cho chúng con đi, ngày mai chúng con sẽ về rồi, hãy để chúng con mang nhạc mẫu theo, để nhạc mẫu đại nhân ở chỗ chúng con tu dưỡng một đoạn thời gian cho khỏe, có thể sẽ khỏi bệnh. Miêu Nhu không ngờ tướng công của mình ngày thường rất ít nói, hôm nay lại đứng ra nói bênh cho mình, nên nhìn chồng với ánh mắt cảm kích vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 41 được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Mạnh Thiên Sở cũng nói: ta cũng nhận thấy là có thể gần đây Miêu gia có quá nhiều sự tình khiến cho người ta mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhị phu nhân đại khái là chịu sự kinh hãi quá nhiều mới thất thường như vậy, cho nên để bà ta rời khỏi nơi này một đoạn thời gian cũng không phải là không hợp lý. Hơn nữa, vừa rồi lời đại phu nhân nói tại hạ nhận thấy chỉ là lời nói lẫy trong lúc tức giận mà thôi. Đại phu nhân lòng dạ Bồ Tát, tự nhiên không thể không quan tâm gì đến nhị phu nhân hết như vậy. Mạnh Thiên Sở rốt cuộc là người nhà quan, đại phu nhân thấy hắn nói như vậy chỉ đành ngậm miệng không biết nói gì hơn. Miêu Nhi biết Mạnh Thiên Sở nói giúp cho mình nên cảm kích mà nhìn hắn. Miêu Chiết đang do dự, tam phu nhân đã bước tới nói: lão gia, hay là để nhị phu nhân về phòng trước, cứ đứng trong tuyết như vậy nói chuyện mọi người chịu lạnh không nổi đâu. Miêu Nhu lập tức nói: cha, cứ mang mẹ đến phòng của con chiếu cố cho mẹ cho. Tam phu nhân mỉm cười mà nói: hãy cứ để nha hoàn chiếu cố đi, tiểu thư cũng mệt cả ngày rồi. Miêu Chiết nghe thế mang thẳng nhị phu nhân vào vườn, hai nha hoàn bám sát theo sau. Miêu Nhu đưa mắt thấy cha đem mẹ mình đi, bèn xông tới trước mặt tam phu nhân mà giống lên: ngươi đã vừa lòng chưa, ngươi còn muốn làm cái gì nữa đây? Tam phu nhân thấy Miêu Nhu làm ra bộ dạng như vậy cũng không tức giận cũng không bực mình, ngữ khí vẫn bình hòa mà đáp: tiểu thư không cần phải bực tức như vậy, ta làm vậy là để tốt cho nhị phu nhân và cô thôi, chờ lão gia quay ra chúng ta sẽ thương lượng cho kỹ. Nói xong ả ta liền bước đến cạnh đại phu nhân khiêm cung mà nói: phu nhân trở về ngủ đi thôi, xem ra tỷ ấy khiến phu nhân mệt mỏi suốt cả đêm rồi, người gần đây thân thể không được khỏe, ngủ không được thì làm sao mà khỏe lên được chứ. Tam phu nhân đỡ đại phu nhân trở về phòng, khi đi ra vừa khéo gặp Miêu Chiết quay trở lại. Miêu Nhu vội vã bước lên nói: cha, con cẩu cha mà, để con đưa mẹ về nhà đi. Tam phu nhân bước lên nói: bên ngoài lạnh như vậy, mọi người hay là vào đại sảnh nói chuyện, xem ra đêm nay không cần ngủ rồi. Thiếp đã cho người hầu mang lửa than vào, mọi người sưởi ấm trước rồi tính. Thiếp sẽ gọi người xuống nhà bếp dọn chút đồ ăn lên cho mọi người. Miêu Chiết nói: tiểu tiểu nói cũng phải, có gì chúng ta cùng vào đại sảnh ngồi bàn bạc, ta cũng mệt lắm rồi, nàng bảo nhà bếp một tiếng mang cho mọi người ít súp đi. Tiểu tiểu thật khổ cho nàng quá. Tam phu nhân vẫn mỉm cười như cũ liền đáp: mọi người cứ vào trước đi, thiếp đến nhà bếp xem sao. Mọi người vào đến đại sảnh ngồi xuống, Miêu Nhu bước đến bên cạnh Miêu Chiết cất giọng gần như khẩn cầu: cha, con cầu xin cha mà. Miêu Chiết mệt mỏi nhìn con gái của mình, lại nhìn con rể và Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
Thôi được rồi, con muốn đưa đi thì đưa đi. Xem ra ngày đó ta đã đánh nàng ấy nặng quá, tâm lý của nàng ấy quả không ổn. Thôi được, con mang theo đi. Miêu Nhu nghe thế mừng rỡ vô cùng, cao hứng nhìn tướng công của mình và Mạnh Thiên Sở. Hai người cũng gật đầu với cô ta, coi như mừng cho cô ta vậy. Lúc này tứ phu nhân mặc một chiếc áo da kiều tiến vào. Miêu Chiết thấy Tuyết Nhi đến lập tức hỏi: Nàng sao lại dậy rồi? Bên ngoài tuyết lớn như vậy, thân thể của nàng không khỏe, còn dậy làm cái gì? Tứ phu nhân không hồi đáp, đến ngồi bên cạnh Miêu Chiết, nhìn mọi người cười, sau đó nói: Vừa rồi dậy đi ra ngoài, vừa khéo Tam tỷ tỷ nói mọi người đều ở đại sảnh nói chuyện, bàn tính về chuyện của Nhị tỷ tỷ, thiếp bèn ra đây xem sao. Miêu Chiết bảo: Nàng mau về ngủ đi, mọi người ở đây đã thương lượng xong rồi. Nét mặt của Tuyết Nhi xác thực là không khỏe, thân thể có vẻ rất hư nhược. Miêu Chiết lo lắng quan sát bảo: Nàng ngày mai đến y quán của chúng ta để lang trung xem thử, sao tinh thần của nàng càng lúc càng tệ như vậy. Tuyết Nhi gật gật đầu, vừa khéo đứng dậy định rời đi thì Tam phu nhân đã tiến vào. Tam phu nhân thấy mọi người không nói chuyện liền bảo: Mọi người không phát hiện gì sao? Đã qua canh ba lâu rồi mà quỷ đêm nay không thấy xuất hiện vậy. Miêu Nhu nói: Xem ra là con quỷ đó bận rộn quá, không còn thời gian ra ngoài nữa. Mạnh Thiên Sở biết là Miêu Nhu chỉ mận mắng đào, Tam phu nhân thông minh như vậy dĩ nhiên cũng biết ý, nhưng chỉ cười trừ, bước đến cạnh tứ phu nhân nói: Nếu như đã đến rồi thì cho người hầu hâm nóng thuốc của muội mang đến, muội uống một chút rồi ngủ thêm một giấc nữa. Tứ phu nhân nghe thế cảm kích mà nói: Mấy ngày hôm nay đã cực khổ cho tỷ tỷ rồi, muội nhất mực đã làm ảnh hưởng tới mọi người, khiến cho mọi người không thể nghỉ ngơi gì hết. Tam phu nhân đỡ tứ phu nhân dậy liền bảo: Muội hay là cứ về phòng nghỉ ngơi trước, không cần nghĩ ngợi chuyện gì cả, dưỡng bệnh cho người khỏe hẳn đi mới là trọng yếu. Đi thôi, tỷ dìu muội về phòng. Nói xong, Tam phu nhân cẩn thận đỡ tứ phu nhân đi ra cửa. Miêu Nhu đứng dậy nói với Miêu Chiết: Con muốn đi coi sóc cho mẹ. Miêu Chiết gật đầu đáp: Đi đi. Miêu Nhu nghe thế vội vã ra cửa. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm: Có đứa con nào mà không thương mẹ đâu chứ. Miêu Chiết ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm lại. Mạnh Thiên Sở nghĩ bọn họ chắc cũng mệt rồi nên không lên tiếng, chỉ im lìm suy nghĩ mọi chuyện. Tam phu nhân đưa tứ phu nhân về phòng xong đã quay trở lại, thấy mọi người không nói gì liền nhẹ nhàng bước đến cạnh Miêu Chiết lên tiếng: Mọi người đều đã mệt rồi, hay là trở về nghỉ ngơi, cách trời sáng còn hai thời thần nữa. Miêu Chiết mở mắt gật gật đầu đứng dậy nói: Mọi người hay là trở về nghỉ ngơi thôi, ta cũng trở về ngủ một hồi. Trời sáng, Mạnh Thiên Sở tỉnh dậy, trừ Mộ Dung Huynh Tuyết ngủ trên giường, ba nam nhân đều ngồi cục xuống bàn mà ngủ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm thấy cũng phải vì hai ngày nay không ngủ nghe thẳng giấc, hắn quyết định gọi mọi người dậy về nhà ngủ lấy lại sức. Từ Miêu gia trở về, mọi người đều ngủ gật. Mạnh Thiên Sở cũng không chào Miêu Nhu và Nhị Phu Nhân. Khi đi, Miêu Nhu và Nhị Phu Nhân vẫn còn chưa dậy, xem ra là đầu hôm đã mệt mỏi quá nhiều. Hắn không muốn phiền mọi người nên cũng chỉ nói với quản gia một tiếng là rời khỏi. Miêu Chiết, Đại Phu Nhân, Tam Tứ Phu Nhân đều còn đang ngủ. Mạnh Thiên Sở về nhà lên giường ngủ ngay. Phi Yến thấy hắn mệt mỏi như vậy liền đóng cửa lại, lệnh cho mọi người hầu không được làm ồn, để yên cho thiếu gia ngủ bù. Mạnh Thiên Sở ngủ đến trưa, tỉnh lại cảm thấy như mình đang ngủ cả một thế kỷ rồi vậy. Hắn mở mắt nhìn thấy bên ngoài có ánh thái dương, liền mặc quần áo, mở cửa bước ra vườn. Trong vườn phơi đầy mền gối và y phục, xem ra mọi người đã chờ mong vầng thái dương thân thiết này. Thấy nó vừa ló mặt ra, đã nhanh chóng tận dụng thời gian phơi hong đồ đạc lạnh ướt của mùa đông. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm đang ngồi trong lương đình giữa vườn, vừa nói chuyện vừa thêu thùa. Hắn bước đến, hai nàng nhìn thấy liền đứng dậy nghênh tiếp. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm ngồi trên ghế đá trong lương đình, nghĩ đến chuyện nàng đang có mang, sợ ảnh hưởng đến thai nên yêu thương bảo: Trời lạnh như vậy mà còn ngồi trên mặt đá lạnh thế, cẩn thận lo cho thân thể đi. Chú thích: đình hóng mát giữa vườn trong các nhà xưa, thường nhà Trung Quốc xưa làm theo kiểu tứ hợp viện, ở giữa có khoảng vườn trồng hoa cây hoặc là sân trống cho mọi người sinh hoạt chung. Kiểu nhà này còn có rất nhiều ý nghĩa trong bảo vệ gia tộc, chống kẻ địch và nhiều chuyện khác. Hạ Phượng Nghi lên tiếng đáp thay: Chúng thiếp đã nghĩ kỹ rồi, chàng coi kìa, Phi Yến đã lót trên ghế đá một cái nệm bông, chờ chàng biết lên tiếng e rằng chậm mất rồi. Tả Giai Âm cười hỏi: Chàng sao mà tiểu tụy như vậy,
Là sự tình gì khiến chàng ngày ngày đều phải đến chỗ của người ta ở để phá án như vậy? Một nha hoàn vội vã mang đến một cái ghế nệm cho Mạnh Thiên Sở ngồi. Hắn bây giờ mới phát hiện quả thực nệm của Tà Sẽ Âm ngồi quả là dày hơn của mình và Hạ Phượng Nghi rất nhiều. Mạnh Thiên Sở vừa ngồi vừa nói: "À, đúng lúc đang có chuyện định hỏi nàng, tuy nhiên hiện giờ ta đói rồi, muốn ăn cái gì đó rồi hỏi sau." Hạ Phượng Nghi đặt đồ thêu trong tay xuống: "Mọi người nói chuyện trước, thiếp đi gọi người chuẩn bị cho chàng." Tả Gia Âm lên tiếng: "Tí tí, tỷ gọi nha hoàn đến dặn dò một chút là được, sao lại cần phải tự thân đi nói chứ?" Mạnh Thiên Sở cũng phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, nàng hà tất phải tự mình đi như vậy, hơn nữa nàng ở đây cùng đưa ra ý kiến giùm ta mới phải. À đúng rồi, Phi Yến đâu?" Hạ Phượng Nghi thấy hai người đều nói như vậy đành ngồi xuống gọi nha hoàn lại dặn dò xong đáp: "Phi Yến nói hôm nay ở Thanh Tây có phiên chợ, muội ấy biết Tả Giai Âm muội muội thích ăn vịt bầu, hiện giờ là mùa đông chính vào lúc chúng rất mập, lần trước chúng thiếp đi rồi chỉ tìm mua được có 2 con, muội ấy muốn đi xem thử coi có thể mua thêm mấy con về để dành không, dù gì thì thời tiết này ăn cũng rất ngon." Mạnh Kiên Sở hỏi: "Vậy để quản gia đi là được rồi, nàng ấy sao lại chuyện gì cũng tự đi hết vậy, đã nói bao nhiêu lần rồi không biết chừng nào mới chịu sửa đổi cái số mệnh nha đầu ấy được." Tả Giai Âm cười nói: "Chàng nói như vậy may là để cô chim én đó không nghe được, nếu mà nghe được sẽ sửa trị cho chàng một trận nên thân cho coi." Nói xong ba người cùng bật cười. Mạnh Thiên Sở nhìn hai người, tự nghĩ ba phu nhân của mình đối xử với nhau thật là tốt, lại nghĩ tới cảnh ngộ của Miêu gia, không khỏi cảm thán mà nói: "Đều là nữ nhân, vì sao lại khác nhau một trời một vực như vậy?" Hạ Phượng Nghi hỏi: "Chàng lại gặp dạng nữ nhân nào khác biệt nữa rồi sao?" Mạnh Thiên Sở đại khái đem những chuyện phát sinh gần đây kể lại cho hai người nghe một lượt. Hạ Phượng Nghi nghe xong nói: "Hèn gì chàng lại cảm khái như vậy, kỳ thực các nhà giàu đều là như vậy, không có gì là kỳ quái cả." Tả Giai Âm cũng gật đầu xưng phải, nghĩ đến mẫu thân của mình đã từng gặp cảnh ngộ như vậy nên nói: "Nữ nhân phần nhiều đều tính toán nhỏ nhen, do đó tự nhiên không thể sống hòa bình với nhau được. Cứ nghĩ đến hoàng đế ở kinh thành 3000 giai lệ, thực tế sủng ái được mấy người đây? Chúng nữ nhân còn lại thì sao? Kỳ thực cũng là như vậy, nếu không sao có câu nữ nhân trong hoàng cung là những người đáng thương nhất chứ?" Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy án chiếu theo lời nói của nàng, nữ nhân đều không nguyện ý sống hòa thuận với nhau như ba nàng như vậy hả?" Tả Giai Âm phì cười: "Đó là vì chúng thiếp không cố ý tranh giành sủng ái, tự nhiên là đối xử tốt với nhau." Mạnh Thiên Sở cả cười nói: "Nữ nhân không phải hầu hết đều nhỏ nhen hay sao? Nàng sau này tự đi khen ba nàng là người tốt à?" Hạ Phượng Nghi đáp: "Cái đó là tự nhiên rồi, nghe chàng nói về 4 nữ nhân kia, thiếp nghĩ chúng thiếp xem ra nên sống hòa thuận với nhau hơn mới được, nếu không thì lưỡng bại câu thương không còn ý nghĩa gì cả." Tả Giai Âm cũng phụ họa: "Tí tí thì nói rất phải." Mạnh Thiên Sở nói: "Tam phu nhân đó còn định nói tống tặng nàng nhân sâm nữa, ta vội vã chối từ. À còn khách khí nói cái gì mà sau này để nàng đến phủ của ạ. À sẽ để cho Miêu gia bốc thuốc cho nàng vài thăng thuốc dưỡng thai nữa." Tả Giai Âm đáp: "Tam phu nhân là người rất biết cách ăn nói và xử sự." Hà Phượng Nghi chêm vào: "Đúng vậy, nếu không sao có thể thuận kẻ trên lấy lòng người dưới ở Miêu phủ được chứ?" Lúc này người hầu đã dọn lên đồ ăn, Hạ Phượng Nghi liền bảo: "Chàng ăn trước một chút để lót dạ đi, Phi Yến nói rồi trưa nay chúng ta sẽ được ăn ngon, do đó chàng đừng ăn quá no, miễn để trưa nay ăn không vào đấy." Mạnh Thiên Sở nói: "Ba nàng biết sống biết thưởng thụ, ngày nào cũng có món ăn ngon, ta sao lại để lỡ cơ hội ăn ké chứ?" Tả Giai Âm cười đáp: "Chàng kiếm tiền chúng thiếp xài tiền, nếu còn không biết cách xài thì chúng thiếp thật không phải rồi. Còn về chuyện chàng để lỡ cơ hội, chính là vì chàng nhất mực ở ngoài kiếm tiền cho chúng thiếp đó mà." Mạnh Thiên Sở nghe nói thế hình mũi: "Đạo lý gì thế?" Hà Phượng Nghi cười: "Chàng mau ăn đi, đạo lý của Giai Âm nếu mà nói ra e rằng cả 3 ngày 3 đêm cũng nói chưa xong nữa." Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ ra, liền đưa cái khăn con gái nhị phu nhân đưa cho nhị phu nhân đó nhờ Tả Giai Âm xem. Tả Giai Âm bỏ đồ thêu chân tay xuống tử tế nhìn qua, sau đó đưa lại cho Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở nói: "Giúp ta xem dùm một chút, dùng ánh mắt của nữ nhân xem thử coi có phát hiện chỗ nào khác thường không." Nói xong hắn bưng chén cơm lên ăn.
Tả Gia Âm và Hạ Phượng Nghi cũng nhìn kỹ cái khăn. Hạ Phượng Nghi hỏi: "Cái món này làm rất tinh tế, tay nghề xem ra cũng rất khéo léo. Chàng để chúng thiếp nhìn cái này để làm gì?" Tả Gia Âm nói: "Chàng có phải là bảo chúng thiếp nhìn xem vật thêu trên này có ý tứ gì không chứ gì?" Tả Gia Âm nói như thế, Hạ Phượng Nghi lập tức nhìn kỹ rồi nói ngay: "Những cô nương bình thường không thêu cái hoa này, đây chính là hoa loa kèn." Mạnh Thiên Sở nói: "Ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng kỳ lạ và cho là như vậy, sau đó có người nói cho ta biết đây là một thứ hoa khác." Tả Gia Âm hỏi: "Mạn Đà La?" Mạnh Thiên Sở nghe thế gật gật đầu nói: "Ta nghĩ là nàng biết, do đó mang về hỏi nàng, muốn biết món này rốt cuộc là có ý tứ sâu xa gì." Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nói: "Cô nương này quả là đặc biệt, mang thứ độc dược này thêu lên khăn tay của mình quả là kỳ quái." Tả Gia Âm cầm cái khăn tay lên nhìn kỹ một hồi rồi nói: "Những hoa thêu tay thường được thêu ở một góc, còn cái khăn này thêu hoa ở giữa. Ngoài ra Mạn Đà La kỳ thực là một loại hoa màu trứng, hình đồng điếu treo ngược, có đầu lủng lẳng, khiến người ta thích thú vô cùng. Nhưng nó là loại thực vật có độc, đặc biệt là hoa và quả, giống như xà hạt mỹ nhân vậy, khiến người ta động tâm nhưng không có cách nào để tiếp cận." Mạnh Thiên Sở nói: Ta biết là nó có độc, nhưng không biết là độc tính thế nào, có thể dùng vào chuyện gì, ăn vào có phản ứng gì." Tả Gia Âm cười nói: "Một loạt vấn đề như thế làm sao tiếp nói hết được, từ từ để tiếp nói kỹ cho." Mạnh Thiên Sở cười già lạ: "Nàng tinh thông cái này nên ta mới hỏi, nếu như nó là ngọc thạch thì ta tự nhiên đi hỏi Phượng Nghi rồi." Hạ Phượng Nghi nghe hắn nói thế mỉm cười e thẹn. Tả Gia Âm nói tiếp: "Mạn Đà La có thể làm ma túy được, hiện giờ sử dụng khá phổ biến rồi. Hoa có tác dụng ma túy và ảo giác cực mạnh, có thể là ma dược. Cắt mổ vết thương, dùng trước làm những việc này không đau đớn gì." Mạnh Thiên Sở khen: "Nàng cái gì cũng nhớ hết, ta chỉ là không rõ vì sao ta lại thêu lên khăn tay của mình." Tả Gia Âm cười đáp: "Cái này chàng cần phải hỏi bậc đại hành gia của chúng ta rồi." Nói xong, nàng chỉ Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hiểu ý tứ của Tả Gia Âm, không cho mình lãnh đạm với Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi thấy Tả Gia Âm nói thế bèn cười: "Thiếp làm gì mà đại hành tiểu hành chứ, muội muội nói vậy là giết chết tỷ tỷ rồi." Mạnh Thiên Sở bỏ chén trong tay xuống, bảo nha hoàn dọn dẹp chén bát, sau đó nói: "Nàng đừng khách khí nữa, Gia Âm cho nàng là hành gia, nàng tự nhiên là hành gia rồi, mau nói cho ta nghe đi." Hạ Phượng Nghi gật gật đầu nói: "Kỳ thực bình thường những cái này dường như không có hàm nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là cần chú ý coi trên đó thêu cái gì." Tả Gia Âm nói: "Danh tự của tỷ tỷ có chữ phượng, nên trên khăn tay của tỷ ấy đều thêu phượng hoàng. Phi yến thường thêu con yến trên khăn, đó là ý này." Hạ Phượng Nghi nói: "Gia Âm nói đúng lắm, còn có những cô nương hình như thích thêu những hoa cỏ mà mình thích. Có người sinh vào mùa hè nhưng thích hoa mai thì vẫn có thể thêu, có người thích thêu núi, thêu suối đều được." Mạnh Thiên Sở dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, dùng sức hôn vào má của Hạ Phượng Nghi và Tả Gia Âm mỗi người mấy cái, cao hứng mà nói: "Nhà có vợ hiền quả là tuyệt diệu, ta đã minh bạch rồi." Hạ Phượng Nghi và Tả Gia Âm bị Mạnh Thiên Sở hôn như vậy đều cảm thấy thẹn thùng. Tả Gia Âm thấy hắn cao hứng, xem ra là chuyện vừa rồi có ích cho phá án nên nói: "Xem chàng cao hứng như vậy kìa, xem ra án này chàng đã nghĩ ra được gì rồi." Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nói: "Ta nghĩ ra rồi, câu nói cuối cùng của Phượng Nghi đề tỉnh ta." Mạnh Thiên Sở nghĩ nhị phu nhân nói qua với hắn rằng Tam phu nhân khi tiến vào Miêu gia rồi rất thích học y thuật, hiện giờ kỹ thuật không dưới nhị phu nhân, như vậy ta nhất định biết đường lối sử dụng hoa này, nói không chừng dùng nó để hại ai đó, hay ít nhất là món hoa này được coi trọng, có thể còn là vật nâng niu như sinh mệnh mới thêu lên khăn như thế này. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Hoa này sau khi dùng vào rồi sẽ tạo ảo giác, thậm chí sẽ tạo cảm giác nóng bức, trong khí trở lạnh như vậy, thậm chí lại muốn đi tắm nước lạnh gì đó đúng không?" Tả Gia Âm đáp: "Ảo giác thì có, thế nhưng thiếp nghĩ tình huống mà chàng nói đó xem ra không phải là dùng dược vật do loại hoa này chế ra, mà là dùng một loại khác." Mạnh Thiên Sở thấy Tả Gia Âm đã nói như vậy, biết là về phương diện này nàng là bậc chuyên gia, lại nghĩ nàng nhất định biết hành vi dị thường của nhị phu nhân lúc đêm có quan hệ với thứ gì, nên hưng phấn dục: Gia Âm, mau nói đi." Tả Gia Âm bảo: "Vậy chàng đem phản ứng cụ thể của người đó thế nào cho thiếp biết mới được."
Mạnh Thiên Sở bèn đem chuyện nhị phu nhân kể ra. Tải Gia Âm nghe xong nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói: người trong nhà mà chàng đang tra án đó có phải đều học qua nghề y không? Mạnh Thiên Sở đáp: gần như mọi người trong nhà đều biết nghề y. Nàng nói vậy có phải là nàng hoài nghi người trong nhà đó hạ độc vào bà ta sao? Tả Gia Âm đáp: loại dược vật này đến rất nhanh, nếu ở ngoài e rằng chưa bước ra khỏi cửa đã phản ứng rồi. Từ tình huống mà chàng kể, người hạ dược thiện nghệ về phương pháp hạ độc này, chí ít nắm bắt rất chuẩn. Loại thuốc này nhiều sẽ gây chết người, ít thì không gây hiệu quả như dự định. Mạnh Thiên Sở hỏi: vậy ý tứ của nàng là người đó vừa muốn hại bà ta, vừa không muốn người khác nhận ra là bà ta dùng thuốc độc mà chết, chỉ muốn người khác tưởng là nhị phu nhân đã bị bà hóa điên, đúng không? Tả Gia Âm gật gật đầu đáp: thiếp nghĩ là thế, chỉ ít y hạ độc với liều lượng không để cho nhị phu nhân đó lập tức chết trong phòng của mình. Thiếp nghĩ chàng hiện giờ nên đi coi xem nhị phu nhân đó xem sao, e rằng... Mạnh Thiên Sở nghe Tả Gia Âm nói vậy, cảm thấy sự tình không ổn. Sáng nay khi hắn đi không thấy người trong nhà đó, không biết sự tình thế nào rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi: ý của nàng là nhị phu nhân đó giữ nhiều lành ít rồi sao? Bà ta rốt cuộc là đã uống phải loại độc dược gì vậy? Tả Gia Âm nói: có mấy loại độc dược đều có phản ứng như vậy, thiếp không xem qua tự nhiên không biết người đó cho nhị phu nhân dùng loại thuốc gì. Chàng hãy đi xem trước đi, có thể còn có cơ hội xoay ngược tình thế. Mạnh Thiên Sở đứng lên, vừa đi mấy bước đã quay lại nói: vậy ta đi rồi, cho dù là gặp được cũng không làm được cái gì cả. Nàng cũng biết ta không thông về dược lý chút nào mà. Hạ Phượng Nghi nói: vậy chàng để Gia Âm đi cùng, dù gì tam phu nhân đó chẳng phải là mong chàng mang Gia Âm tới bốc mấy thăng thuốc dưỡng thai hay sao? Hiện giờ có lý do đến đó xem xét rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế cao hứng vô cùng: Phượng Nghi nói phải lắm, ta đi gọi Chu Hạo. Gia Âm, nàng về phòng mặc đồ cho ấm một chút đi, để tránh khí trời trở lạnh đột ngột. Hạ Phượng Nghi cười nói: thiếu gia của chúng ta bắt đầu biết chuyện rồi, chuẩn bị làm cha có khác. Mạnh Thiên Sở không thèm để ý, cao hứng bỏ đi, chỉ lưu lại hai nữ nhân cười lén với nhau. Mạnh Thiên Sở, Tả Gia Âm, Chu Hạo lát sau liền ngồi xe đến Miêu Gia. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 41, được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp, do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.